bác cứ ngồi. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 11 tháng 1 năm 2019 thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ mai điểu chân 20 bằng chất liệu gỗ mít, và chúng tôi làm bộ này theo đơn đặt hàng của anh Hiếu tại Đại An Thanh Ba. Hiện anh đang công tác ở tại Đông Anh Hà Nội nhưng mà anh làm về gia đình ở Đại An Thanh Ba. Thì đây là tổng thể của bộ sản phẩm chúng tôi vừa hoàn thiện xong rồi. Thì trước khi bàn giao cho những khách hàng, tôi có quay lại một video clip để làm kỷ niệm với anh, cũng như là giới thiệu đến mọi người đang quan tâm những sản phẩm mà sập thờ hay đồ thờ thì có thể tham khảo được mẫu này. Đây thì tôi sẽ giới thiệu, đây là chiếc sập chân 20 và có kích thước là 1m97, cao 1m17 và sâu 1m07. Được chúng tôi làm theo mẫu mai điểu. Đấy là xạ chính được chạm mai điểu, giữa là có con rơi ngậm chữ thọ cùng những họa tiết hoa văn như là hoa mai hay là chim điểu. Đây quý vị có thể thấy được đục chạm rất là sắc nét, và sử dụng là 100% là chất liệu gỗ Mita. Tôi có thể quay chi tiết những cái phần hoa văn này cho mọi người có thể xem được phần này chi tiết. Phía trên cổ sập thờ thì có được chạm mà dòng trầu cuốn thư, và hình tượng con rồng thì là được đục theo mẫu rồng hóa mai. Anh đặt chúng tôi chiếc sập này là phần khuôn tranh là dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân, cực kỳ là dày dặn luôn. Đây là phần chân quý vị nhé. Chân này được chạm theo mẫu là chân cây. Đây là phía phần đốc. Tổng thành bộ sập thì là khá là hoành tráng khi kê vào phòng thờ nhà bạn. Đây tôi quay cho quý vị xem cái phần ván mặt của nó. Đây là bộ sập rất là đẹp, cực kỳ là VIP của anh Hiếu tại Đại An Thanh Ba nhé. Ngoài ra thì anh đặt chúng tôi một chiếc bàn cơm nữa. Đây là chiếc bàn cơm. Bàn cơm là kích thước là 1m17, cũng là kích thước chuẩn lỗ ban luôn quý vị nhé. Và cũng làm theo mẫu mai hóa. Do là hiện tại là chúng tôi xưởng khá là chặt nên là tôi không đem ra ngoài sân quay quý vị được, nên là đây là tôi đang quay trong phòng phun sơn hoàn thiện chúng tôi. Thì mọi người có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 510 86. Đây địa chỉ trên màn hình đây. Thì cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sập thờ này ở bên dưới phần mô tả video dẫn đến website đồ gỗ Tùng Tám.com. Rồi xin chào mọi người nhé. Và mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2020, và đây là bộ sập thờ của anh Hiếu tại Đại An Thanh Ba. Ok.